Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 40. Chúng mình sẽ học bài Sweet and Low. Ở bài này, chúng mình có hai trang. Như vậy, cũng giống như một bài trước đây chúng ta đã học, có hai trang thì cô sẽ dạy cho các bạn từng trang một. Các con sẽ học trang đầu tiên, đọc nốt nhạc khóa son, khóa pha. Rồi sang trang tiếp theo, chúng ta cũng đọc nốt nhạc khóa son, khóa pha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đối với phần khóa son. Ở trong bản nhạc này có một ký hiệu mới các con sẽ lần đầu tiên được nhìn thấy trong quyển sách này. Đây là ký hiệu của giai điệu dịch chuyển từ bè tay trái chuyển lên bè tay phải. Hoặc ở khu vực này là giai điệu chuyển từ bè tay phải xuống bè tay trái rồi lại lên tay phải. Thế thì với những nốt mà nó dịch chuyển bè giai điệu như thế này thì chúng mình sẽ chơi những nốt đó to hơn bình thường một chút để sự giai điệu được liên kết với nhau. Và khi mình nghe nhạc thì nó sẽ thuận tai hơn nhé. Bây giờ cô sẽ bắt đầu với nhịp 3, 4 đều và cô đọc với phần khóa son như sau. 1, 2, 3. Rê 2, 3. Đô 2. Đô pha 2, 3. Pha mi rê đô 2 lặng. Rê 2, 3. Đồ 2, 3, 1, 2, 3. Rê 2, 3. Đồ 2, lặng. Rê 2, 3. Son, mi, phá, rê 2, mí. Hết phần của khóa son. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc nốt nhạc ở khóa pha. Bây giờ các con sẽ lấy nhịp đều cùng cô và chúng ta sẽ đọc theo cô nhé. 1, 2, 3, là 2, là son 2, 3, là 2, 3, si 2, 3, là 2, 3, lặng, lặng, si 1, 2, 3, 1, 2, 3, là 2, là son 2, 3, là 2, là si 2, 3, đô 2, 3, si 2, 3. Đối với phần tay trái của bản nhạc này thì có sự xuất hiện của khá nhiều dấu hóa bất thường. Đối với dấu đầu tiên thì các con sẽ chơi son thăng. Dấu thứ hai các con sẽ chơi si thường. Dấu thứ ba son thăng, dấu thứ tư si thường. Thế còn dấu ở ngoài hóa biểu là dấu si dáng áp dụng cho các nốt si trong bài đều chơi si dáng, trừ những nốt nào mà được ghi bằng dấu hoàn hay là dấu bình như thế này nhé. Thì là mình sẽ chơi si bình thường. Còn ví dụ nốt si này các con sẽ chơi thành si dáng. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô tiếp tục đọc trang 2 khóa son. 1 2 3 rê 2 3 đô 2 3 đô mi rê đô đô phá rê đô 2 3 đô mi rê đô phá rê đô 2 3 fa 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 hai mi re hai ba re hai ba đô hai đô hai ba đô hai đô hai ba fa hai ba fa hai ba fa 2, 3, 1, lặng, lặng. Đó là phần nốt nhạc của khóa son. Thế thì đối với khóa son, chúng ta cũng để ý ngoài dấu hóa cố định là si dáng, chúng ta có một số dấu hóa bất thường. Như ở đây là chúng ta sẽ chơi nốt rê dáng này các con. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần nốt của khóa pha nhé. 1, 2, 3. Si 2, 3, 1, 2, 3.
Si hai ba. Si hai ba. La hai. Son la hai ba. Si hai ba. Si hai ba. La hai. Son la hai ba. La hai ba. La hai ba. Si hai ba. Một hai ba. La hai ba. Si hai ba. La hai ba. Si hai ba. La hai ba. Si hai ba. La hai ba. Một lặng lặng. Và ở phần tay trái của các con cũng có một số dấu hóa bất thường là si thường ở đây. Rồi đến ô này thì chúng ta lại chơi si dáng. Đến ô tiếp theo này, tuy không ghi lại si dáng nhưng chúng ta vẫn phải áp dụng dấu hóa cố định, tức là si dáng ở đây. Và ô này là son thăng. Son thăng. Đó là hết phần dấu hóa bất thường. Còn các nốt si như thế này thì các con lưu ý là chúng ta sẽ chơi si dáng nhé. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con luyện tập ở trên phím đàn. Các con cùng quan sát cô hướng dẫn tay phải, tay trái đối với trang 40 và trang 41 nhé. Đối với trang đầu tiên, mình sẽ đặt tay ở vị trí đô trung tâm đối với tay phải. Và chúng ta có sự lưu ý về dấu hóa và dấu hóa bất thường khi chúng ta chơi bản nhạc này nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều. 1, 2, 3. Re 2, 3. Đô 2. Đô Fa 2, 3. Fa Mi Re Đô 2. Lặng. Re 2, 3. Đô 2, 3. 1, 2, 3. Re 2, 3. Đô 2. Lặng. Re 2, 3. Sa. Số 40. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng tay với tay trái. Chúng ta sẽ đặt vị trí đô trung tâm ở ngón 1 và nốt đầu tiên trong bản nhạc này là nốt la, như vậy chúng ta sẽ chơi bằng ngón số 3. 1 2 3 1 2 3. La 2 la son 2 3 la 2 3 si. Bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay luôn đối với trang 40. 1 2 3 1 2 3. Phần hai tay của trang 40. Sau đây cô tiếp tục hướng dẫn các bạn đối với trang 41. Tay phải chúng ta sẽ lấy nhịp đều và đặt vị trí cũ là đô trung tâm. 1 2 3 1 2 3. Bye.
Và tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn đối với khóa pha, chúng ta sẽ đặt nốt C tay trái. 1 2 3 1 2 3 C 2 3 1 2 3 C 2 3 C 2 3 La Sol 2 3 C 2 3 C 2 3 La Sol 2 3 La 2 3 La 3 C 2 3 1 2 3 La 2 3 C 2 3 La 2 3 C 2 3 La 2 3 C 2 3 La 2 3 1 lặng lặng. Và tiếp theo cô sẽ chơi hai tay cùng với nhau. Ở trang số 41 này chúng ta có điểm lưu ý là xuất phát chúng ta sẽ chơi bằng si thường tay trái, nhưng ngay sau đó chúng ta sẽ chơi si giáng. Thế còn một điểm nữa, đó là phần tay phải ở dòng thứ hai chúng ta sẽ có vị trí đô ngón 1 và chúng ta sẽ chuyển sang vị trí pha ngón số 5. Bây giờ thì cô sẽ ghép hai tay cho các bạn quan sát nhé. 1 2 3 1 2 3 thì các bạn sẽ nghe cô chơi cùng với nhạc beat ở tốc độ chậm và nhanh nhé. Đây cô sẽ chơi với tốc độ nhanh. Thank you.
Như vậy, cô Hoàng Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn bài trang số 40. Chào các con, chúc các con luyện tập bài này thành công và hẹn gặp lại chúng mình ở bài học tiếp theo nhé.